quý vị và các bạn, với địa hình 3/4 là núi đá vôi và đá tai mèo, mạch nước ngầm thì hiếm hoi, khả năng trữ nước trên núi đá kém. Bởi vậy, từ tháng 11 đến tháng 5 hàng năm thì cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng. Những chiếc hồ treo dự trữ nước mưa, nước từ khe đá đang được coi là giải pháp hữu hiệu nhất nhằm giúp cho bà con nơi đây giải quyết cơn khát vào mùa khô. Tuy nhiên, số lượng hồ treo cho cao nguyên đá này vẫn còn rất hạn chế. Vậy bà con nơi đây đang thích nghi với điều kiện thiếu nước như thế nào và cần bao nhiêu hồ treo để đảm bảo đủ nước ăn và sinh hoạt? Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự VTC16 tại cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang những ngày đầu mùa khô năm 2018. Bà Ly Thị Trở, năm nay gần 70 tuổi, vẫn hàng ngày vào khe đá gần nhà để lấy nước. Có những thời gian trong cái vách núi kia không hết thì phải đi khoảng 10 cây thì mới lấy được nước về, nhưng mà có phải là đi đường bằng đâu, lên dốc xuống dốc. Cách Xà Phìn vài cây số. Đây là hình ảnh quen thuộc ở thôn Sáng Ngài, xã Sủng Là, ở cao nguyên đá Đồng Văn hơn một năm nay. Thay vì trước đây phải đem quần áo đi giặt ở cách xa nhà và đi lấy nước ở khe đá như bà Trở, vừa thị sinh, chỉ cần đi vài trăm mét là tới bể nước giặt. Tốt giá rồi, bởi vì xây đường bể thì nó tốt rồi, đi cũng là không khó nữa mà nó còn gần hơn nhà mình ấy. Hồ treo ở thôn Sáng Ngài này là hồ thứ tư được xây dựng tại xã Sủng Là. Hồ có khả năng chứa được 3.000 mét khối nước mưa và nước từ khe núi chảy về. Cũng được đầu tư là 4 cái hồ treo. Và nói chung là hồ treo thì cũng giải quyết thứ nhất là cái sinh hoạt hàng ngày cho bà con tháng 10 cho đến tháng 3 sang năm là bà con cũng đỡ được và không phải đi lấy nước xa. Vào mùa khô, để có đủ nước cho một hộ gia đình từ 5 đến 6 người đã khó. Để đủ nước cho cả một trường học càng nan giải hơn bao giờ hết. Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú, xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn. Kể từ khi có hồ treo Xà Phìn, cứ một tháng, các thầy cô lại kéo nước từ hồ treo về các bể phục vụ cho 300 học sinh và các thầy cô giáo ở lại trường. Về dẫn nước từ hồ treo về đến đây là cũng trên 700 đến 800 mét. Chúng tôi phải dẫn ống nước từ tương đối xa. Từ năm 2007 đến năm 2017, thống kê của Sở Nông nghiệp cho thấy tỉnh Hà Giang đã xây dựng được 115 hồ treo với tổng dung tích chứa khoảng 406.000 mét khối. Trong đó, huyện Mèo Vạc có 26 hồ, huyện Đồng Văn 41 hồ, huyện Yên Minh 26 hồ, huyện Quản Bạ 22 hồ. Tổng kinh phí được phê duyệt để xây dựng các hồ treo là trên 1,3 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tính toán, vẫn còn gần 270 hồ rất cần được đầu tư xây dựng để cơ bản đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân vùng cao. Bởi các hồ mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% người dân có nước dùng vào mùa khô. Chúng tôi đang bắt đầu triển khai theo đúng lộ trình. Nhưng hiện nay cái khó là gì? Cái ngân sách, kế hoạch thì có. Nhưng cái kinh phí thì chúng ta phải dựa vào cái kinh phí của từng giai đoạn. Nằm treo leo trên núi đá, những hồ treo dù còn ít ỏi nhưng đã thỏa phần nào cơn khát của bao nhiêu thế hệ nơi cao nguyên đá Đồng Văn.